Hôm nọ thì mình vừa đi Thái Lan về thì mình thấy ở sân bay mới của Thái Lan, sân bay Suvarnabhumi có một cái tượng phù điêu rất là đẹp. Nhìn thoáng qua thì mình chắc chắn cái tượng này sẽ có một cái sự tích về cái tượng đó. Đúng như mình đoán, câu chuyện mà cái tượng này đang thể hiện đó chính là câu chuyện khuấy biển sữa, một trong những cái câu chuyện thần thoại của Phật giáo Ấn Độ. Trước khi vô chuyện thì mình muốn quảng cáo một xíu. Cái áo mình đang mặc hiện có bán trong TikTok shop của mình nha. Các bạn có thể thấy là cái áo này nó không phải là thun cotton bình thường, mà cái bề mặt của nó hơi long long nhung nhung á. Phần mặt đứng rất là đẹp và cái chữ in nổi rất là độc luôn nha. Thì hiện đang có bán trong TikTok shop luôn. Nhanh chân đặt hàng để tránh cái việc bị sold out giống như cái áo Tùng Ngộ Không hôm bữa nha. Thì quan sát các bức tượng, các bạn có thể thấy là có một ông thần nằm ở trên một cái cục đá, còn lại hai bên, một bên là thần, một bên là quỷ. Họ đang dùng cái con rắn Naga để làm dây thần để kéo co, đúng không? Thì thật ra họ không phải là kéo co, họ đang làm cái động tác giống như là để mài á mấy bạn. Tức là cục đá được quấn vô cọng dây rồi xoay qua xoay lại để mài một cái gì đó. Thì cái câu chuyện là như sau. Thì trong thần thoại Ấn Độ là có một cái trận đại hồng thủy. Thì sau cái trận đại hồng thủy đó, tất cả những cái pháp bảo, những cái bảo vật là sẽ bị chôn dưới lòng biển sữa. Thì cái biển sữa này ngày nay là vịnh Began á. Và ngày đó có một ông thần là thần Indra. Ông này được xem giống như là Ngọc Hoàng hay là thần Zeus vậy đó. Tức là ông này là vua của các vị thần trong Phật giáo Ấn Độ. Thì trong một lần ông thần Indra này đang cưỡi voi dạo chơi, thì có một vị ẩn sĩ tên là Durvasa. Thì ông này được coi là một Rishi rất là nóng tính. Rishi là một cái thế lực nằm ngoài sự chi phối của các thần linh và cũng có quyền lực không kém. Ông Durvasa này ổng cũng tôn kính ông thần Indra, cho nên ổng đã dâng hoa lên cho ông thần này. Thì cái hành động dâng hoa cho một cái vị thần là một cái hành động tôn kính. Thì ông thần Indra này cũng nhận cái hoa đó với tấm lòng rất là vui vẻ, và ông đặt cái hoa lên vòi của con voi. Nhưng mà không may cái vòng hoa này được làm bằng hoa rừng nên có mùi rất hắc. Con voi nó chịu không được, nó ác xì làm cho cái vòng hoa nó văng xuống đất, và con voi nó đã dẫm lên cái vòng hoa đó. Hành động này bị xem là hành động bán bổ, cho nên cái ông ẩn sĩ Durvasa này ông rất là tức giận, và ông hiện thân nguyên hình là một cổ thần. Và ông đã nguyền rủa tất cả các vị thần là tất cả các vị thần sẽ không còn cái khả năng bất tử nữa, bởi vì cái hành động dám bán bổ ông. Và các bạn biết trong thần thoại Ấn Độ có một thế lực luôn hăm he chống lại các vị thần, đó chính là thế lực cái Atula. Thì cái Atula là gì thì mình đã có một clip giải thích về Atula rồi đó. Hiểu đơn giản là một cái tộc giống như là quỷ vậy, luôn hăm he giành lại vị trí của các vị thần. Thì khi mà các vị thần không còn sự bất tử nữa thì các Atula hăm he lên tấn công, và các vị thần đã phải cầu cứu tới thần Vishnu. Thần Vishnu là một trong ba vị thần tối cao trong thần thoại Ấn Độ, giống như là Tam Thanh vậy, nằm trên cả Ngọc Hoàng. Thì thần Vishnu mới bày cho các vị thần một cách là thay vì bây giờ đánh nhau thì thôi bây giờ cùng nhau ra bị sửa thi thố tài năng đi. Ai thắng thì sẽ chiếm được cái quyền quản lý cái thế giới này. Thì ông thần Vishnu cũng nói cho thần Indra biết là trong lòng biển sữa có một cái thứ gọi là bình chứa Amita, tức là cái bình này chứa cái thuốc trường sinh bất tử, và các bảo vật trên thế giới này đã bị chôn vùi sau cái trận đại hồng thủy. Thì lợi dụng trong cái lúc mà thi thố đó thì các bảo vật sẽ được băng lên mặt đất trở lại, thì lúc đó các vị thần hãy tranh thủ sử dụng các bảo vật đó để lấy lại cái quyền bất tử cho mình. Thì như mình đã nói ở trên á, cái cuộc thi này là cuộc thi khuấy biển sữa. Thì như ngày nay mình dùng cái cây đánh bơ để mình đánh cái sữa tơi thành bơ, đúng không? Thì người Ấn Độ ngày xưa họ dùng một cục đá, họ cột cái cọng dây hai đầu, họ cứ kéo qua kéo lại kéo qua kéo lại, thì cục đá này nó sẽ xoay, nó sẽ làm cho cái sữa nó tơi lên trở thành bơ. Ông thần Vishnu này á, ông kêu các vị thần á với lại Atula thi đấu bằng cách đó. Tức là dùng một con rắn thần Naga thiệt là khổng lồ và một cột vô một cục đá khổng lồ, hai bên cùng kéo. Cái biển ngày xưa, cái vịnh Bangan, người Ấn Độ họ coi đó là một cái biển toàn là sữa, và cứ cột cái cục đá vô đánh như vậy cho tới khi nào sữa nó tơi lên hết trở thành bơ, thì lúc đó những cái báu vật ở dưới cái lòng biển nó sẽ bị lộ ra, nó sẽ nổi lên trên. Và ông thần Vishnu cũng chỉ cho các vị thần là hãy nắm đằng đuôi cái con rắn Naga đi, đừng có nắm đằng đầu, bởi vì đầu con rắn Naga rất là độc. Và thế là các vị thần nắm đằng đuôi, còn các Atula nắm đằng đầu. Cho nên các bạn nhìn thấy cái tượng này nè, là một bên nắm đằng đuôi tức là các vị thần, còn một bên mà nắm đằng đầu sẽ đen đen, đó là các Atula. Còn đứng ở trên là ông thần Vishnu, ông là giống như trọng tài đó. Và thế là hai bên cùng kéo, kéo qua kéo lại kéo qua kéo lại, thì các bảo vật đúng là dưới biển sữa nó được trồi lên. Và khi cái bình Amita đó trồi lên thì các vị thần đã nhanh tay lấy cái bình đó uống vào, nhờ đó thì các vị thần đã có lại được cái quyền bất tử. Và các Atula thấy cái việc đó thì xem như là đã vô nghĩa rồi, bây giờ có chiến thắng thì cũng không làm gì được. Và khi các vị thần có lại được cái khả năng bất tử rồi thì cũng hồi phục được sức mạnh, cho nên các Atula gần như không thể chiến thắng các vị thần. Và có một cái sự kiện là trong cái lúc mà các bảo vật đó trồi lên trên mặt nước á, thì có một cái bình độc. Cái bình độc này tên là Hala Hala. Thì cái bình độc này nó đã vỡ ra, nó làm gần như là sẽ muốn tiêu diệt toàn thế giới luôn. Chuyện này rất là nguy hiểm. Thì may thay lúc đó thần Shiva xuất hiện, và thần Shiva đã nuốt hết chất độc đó vào trong người, cứu cho nhân loại một cái bàn thua trông thấy. Và ngày nay ở Ấn Độ có một cái lễ hội tên là Shivaratri. Cái lễ hội này để tưởng niệm về cái sự kiện thần Shiva đã cứu nhân loại nuốt hết chất độc vào người trong cái sự kiện đó đó. Và trong lúc các cái bảo vật đó trồi lên trên á, thì không chỉ các vị thần mà thật ra Atula cũng nhào vào muốn lấy những cái bảo vật đó. Nhưng mà nhờ thần voi Garuda rồi chim thần kim sĩ điểu,
thì những cái nhân vật này mình có những cái clip giải thích về những nhân vật này ở trên trong kênh của mình luôn á, các bạn cứ vào coi. À, nhờ những cái nhân vật đó đã giúp đỡ những vị thần đánh lại với những cái Atula để giành những cái bảo vật đó về các vị thần, xua đuổi cái loài quỷ đó xuống, trở về cái cõi Atula như cũ. Thì cái câu chuyện này cũng là một trong những cái câu chuyện rất là nổi tiếng trong thần thoại Ấn Độ. Thì các bạn nào có dịp mà đi qua Thái Lan, cái sân bay mới của Thái Lan ở sân bay Suvarnabhumi á, thì các bạn cứ ghé xem cái tượng này. Cái tượng này rất là to và rất là đẹp nha mấy bạn. Nghe hết chuyện rồi thì nhớ ghé TikTok Shop mua áo nha mấy bạn ơi.